cũng nguyên chất thì Dẫn cảm thấy đây là một cái điều hết sức là hay luôn các anh chị. Và Dẫn cũng đang đang chuẩn bị là tặng cho ông xã của mình là củ sâm các anh chị. À, ông xã Dẫn rất là thích uống rượu buổi tối khi mà ăn cơm cùng với ba, cho nên là Dẫn nói rằng thay vì là anh uống rượu trắng thì bây giờ em sẽ tặng cho anh sâm củ để cho anh uống cái rượu sâm thì anh sẽ khỏe hơn đúng không các anh chị? Thay vì là uống cái rượu kia thì mình sợ rằng là nó hại cho sức khỏe, nhưng mà khi mà có cái sâm vào rồi thì có phải rằng là chúng ta là lấy cái cơ hội mà chồng mình uống rượu để mà bồi bổ sức khỏe cho chồng mình đúng không các anh chị? Cho nên là Dẫn cực kỳ là yêu thích cái dòng sâm này luôn, cho nên là nếu mà được ấy, các anh chị mình hãy trải nghiệm ngay cái dòng sâm này đi các anh chị. Tại vì Dẫn thấy rằng là kinh tế thì nói chung là nếu mà mình sử dụng cái sâm này mà phục hồi được sức khỏe thì không có gì bằng các anh chị. Sức khỏe là quý nhất luôn. Và Dẫn là người mình rất là yếu các anh chị, nhưng mà từ khi tham gia rugby thì mình trải nghiệm những cái sản phẩm của rugby, đặc biệt là dòng sâm, thì mình cảm thấy sức khỏe mình hồi phục kinh khủng luôn. Chứ còn trước đây thì hầu như trong túi của Dắn lúc nào cũng phải có thuốc trị rối loạn tiền đình nè, rồi đau nhức nè, rồi đủ thứ hết các loại luôn các anh chị. Nhưng mà từ khi mà sử dụng những cái sản phẩm phục hồi sức khỏe thì con người của mình lúc nào cũng năng lượng tràn đầy hết các anh chị, rất là năng lượng và khỏe khoắn luôn. Nên các anh chị mình hãy đầu tư cho sức khỏe nha các anh chị, tại vì đây là cái sản phẩm mà Dắn thấy rằng là giá cả của nó cũng rất là phải chăng, rất là hợp lý luôn các anh chị. Nếu mà sức khỏe chúng ta có thì làm việc gì nó cũng thành công, và năng lượng nó sẽ sinh ra năng lượng đúng không các anh chị? Cho nên là các anh chị mình hãy trải nghiệm đi các anh chị. Trải nghiệm thì các anh chị mình sẽ cảm thấy nó tuyệt vời như thế nào, chứ còn Dắn chia sẻ thì các anh chị mình sẽ không cảm nhận được giống như là mình sử dụng đâu các anh chị. Lần đầu tiên sử dụng thôi là mình sẽ cảm thấy bất ngờ ngay lập tức luôn. Và cái sâm này khi mà Dắn cho các anh chị trong cơ quan của mình ngậm thử thì mọi người đều đang đau họng hết, và ai cũng khen rằng là ô sao nó hay thế, vừa mới ngậm một xíu thôi đã hết rồi, đây là cái sâm hồi sinh là đúng luôn rồi đó. Thì mọi người khen thì Dắn cảm thấy rất là hay, rất là hạnh phúc luôn các chị ơi. Cho nên là các anh chị mình hãy hãy trải nghiệm đi ạ. Thì chia sẻ của Dắn đến đây thôi, thì cũng xin nhường mic là cho MC, là cảm ơn tất cả các anh chị mình là ngày hôm nay đã nghe Dắn chia sẻ. Và các anh chị mình hãy ráng cố gắng, chúng ta nán lại đến cuối chương trình nha. Ngày hôm nay thì Dắn nghe rằng là nói là có mini game á các anh chị, cho nên là các anh chị mình hãy ở lại đến cuối chương trình nha các anh chị. Vâng, xin cảm ơn các anh chị mình ạ. Em xin nhường mic lại cho anh Dạng ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị Nhắn rất là nhiều, quá là tuyệt vời luôn các anh chị. Chị Nhắn đã mang lại một nguồn năng lượng thực sự rất là tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay, bằng những cái câu chuyện chia sẻ từ sản phẩm sâm lát, từ củ sâm khô của BDB Cadena Vita của chị rất là tuyệt vời. Đâu đó là sản phẩm sâm này đã mang đến giá trị thực sự, những cái cảm nhận thực sự từ chị Nhắn luôn các anh chị, giúp cho chị cải thiện về vấn đề về sức khỏe, đặc biệt như là đau họng nè, kéo dài tuổi thanh xuân, rất là tuyệt vời. Mà em dạng nghĩ là đâu đó tất cả chúng ta ai cũng cần có cho mình cái sự trải nghiệm nhất định, từ sản phẩm sâm, củ sâm khô của BDB Cadia Vita đang có trên chợ Robby của chúng ta không các anh chị. Đó là một cái câu chuyện trải nghiệm mà thực sự rất là tuyệt vời ạ. Một lần nữa cảm ơn chị Dắn rất là nhiều, các anh chị hãy giúp cho em chàng thả thêm thật nhiều những chàng vỏ vòng vỏ tim để chúng ta cảm ơn chị Dắn được không các anh chị. Dạ rồi, cảm ơn các anh chị. Và các anh chị ơi, hiện tại là bên bộ phận kỹ thuật từ BDB Cadia Vita đã gửi những cái nhóm chat về Zalo cũng như nhóm chat Rabo tất cả các anh chị là những thành viên mới của Robby. Các anh chị chưa kịp tham gia các nhóm chat này thì các anh chị hãy tham gia vào trong vào cái nhóm chat để chúng ta nhận những thông tin kiến thức vô cùng quan trọng từ BDB Cadia Vita nha các anh chị. Dạ rồi, và các anh chị, một điều mà anh Dạng cũng sẽ bật mí đến các anh chị, và cuối buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội tham gia mini game rất là tuyệt vời, những phần quà tặng vô cùng là ý nghĩa và hấp dẫn từ BDV các anh chị. Và cách thức là chúng ta sẽ bên đại diện BDV sẽ gửi những cái link form để các anh chị điền thông tin, và cuối chương trình chúng ta sẽ có quay mini game các anh chị. Dạ rồi, và tiếp tục câu chuyện chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện chia sẻ về cái kỹ thuật về chị về cái cách trải nghiệm sản phẩm từ một chị nữa. Đây là một chị coach 3 sao rất là năng lượng các anh chị, và một câu câu chuyện nhắc đến chị là nhắc đến nhân sâm các anh chị. Chúng ta có cơ hội